Cách tình thì thiệt. Đánh nó phải chuẩn nhé, bố lại cứ đánh kiểu vơ vẩn cái con. Người ta này được nước rúi tốt à? Rúi tốt em cứ định mẹ ăn sang con mã bình thường. Cũng là sợ, em tốt. Không, quay đây đủ lại xe này. Chắc thắp luôn. Đâm pháo là... Ui, bật mẹ ở xe. Mẹ ăn đánh kiệt rồi ông ơi. Đâm pháo đây, có xe, có tượng đây. Kéo làm gì? Mẹ ngồi đứng dưới mưa. Đổi xe đuổi bằng chết. Thế là còn cao tí. Ăn thì lợi rồi. Ăn một đời đôi thì đã không lợi nữa. Ăn phạ xe này, ăn cái này. Đây. Thì ra đây người ta lại chẳng làm gì. Đi xuống. Xuống rồi mất xe còn gì nữa. Mất cái gì? Xuống thì đánh gai dê. Không đỡ gì. Xuống thì đánh gai dê. Rồi đi phải bốp mà tượng này. Xuống thì đánh gai dê. Đi vẽ loài hoa loài hoài. Được nào? Con vào đây nó cũng đánh vô cái đi. Anh làm sao chết được tượng ảnh. Em đang nhìn bao quát bàn cờ. Em nhìn. Xẹo nói phét từ đâu. Thì của âm trên kênh. Thì của âm trên kênh. Thế là bố còn biết đánh. Cái xăng bị tấn lên đấy cùng một nước đi đã được nước xe thế là thôi chẳng sao cả bố ạ. Quả này thua rồi chẳng làm sao quả lấy mà thua ơi con vịt mã chạy đi đâu chặt chân mã nào chạy đâu không biết con mã chạy đâu mã nào chạy đâu quăng bên này quăng bên đấy vứt hết từ từ tuyến biết bảo là vứt hết cho tiền tuyến rồi mà không phải ngại. Cái gì mà ngạc, không ngạc. Bình tĩnh. Bố cứ bình tĩnh. Con này đi nhá, thịt lươn con này này. Con gì mà thịt con nào. Con nào đi thì con nào. Sàng mã sang đây. Kẹp mẹ lại luôn cả hai ba con luôn. Rồi, con díu nhau. Đi đi,
Bút ngay kìa chưa? Xe thì gì? Đấy mà. Má đi. Bên anh mã nó tạp là xe sang đây. Thế còn má này kia lại đi sang đây hai con hết. Hầu được hết. Nó bay theo nhau. Đâu? Hầu được hết. Xe của anh đây rồi mà. Bố đánh đi, đây bố đánh chết bay đi. Tiếp đi, má đi bay tiếp đi. Bay à? Bay tiếp chỉ có đấu xe. Bay đi, bay đi. Đi đâu? Bay đi. Đấu đâu? Bay đấy. Đang đấu xe. Đang đấu xe. Ok. Thì còn gì nữa? Đấu xe đi. Cờ này còn nghĩ. Đấu xe thì đánh cái gì? Đánh cửa đâu ra mà thắng? Đến 3-4 con tượng đi rồi, cố ăn tượng, sợ thật. Không đi vào. Không, đấm con tốt lên lên được rồi. Không đấm thì con tượng này nó ăn đi. Coi mạ bên kia đi. Coi mạ đi ăn con xe. Ăn đi không? Có con bảo kê. Bảo kê ăn tụt mạ. Thế chị ăn được con đấy? Thì mà ăn được con đấy. Xe sang đây ăn. Anh Sang nó chém mẹ luôn thằng mã này đi thì anh đánh gì? Anh về đấy. Thế thì anh khí nước, thì anh nhở hơi. Anh đấu xe người ta đi. Tâm luôn. Anh em vào tâm để hết mẹ cờ luôn rồi còn đéo nữa. Xe đánh pháp là còn mà đang bịt mặt mà đi chạy. Cục quá, cục to. Cục to. Xe anh đập vào tâm quá. Xong rồi hết cục, cục cứt. Bây giờ đánh gì? Xong hợp đồng rồi. Thôi, mặt mới. Thế đánh vào tâm thì chạy đâu? Nè. Biết thầy nào tự sửa đi, tự sửa chính mình đi, biết sai chỗ nào đâu, tự sửa chính mình đi. Cơ này là bố Đức bố chỉ lúc đấy chứ không ra bố không nhìn thấy được. Cao thế, đây vào đâu đánh đứt đường lên luôn. Chỉ được cái cãi thì con pháo bảo giật về nhẹ lại còn nhảy tớn thì chả thua. Chả có một con pháo đánh gì, một con pháo không đánh được cái gì. Đừng bao giờ nghĩ xe pháo còn lao nháo đấy, một con pháo đó. Ra cây ra cối ngày đủ ít nhất là phải 3-8 tỷ. Ăn tốt đầu đi à, ăn tốt đầu thôi bây giờ biết làm sao được. Con này nó không nhảy lên đây được không? Thề bố là cờ bố chỉ có lục.
Ông để im đấy bố. Đánh cho lột luôn chứ. Đây, bọn lên đi. Lột mẹ lên. Thôi, đổi cây. Không, cho tới đây chứ. Ăn đi, đổi cây. Đang vào đâu? Ăn đi. Bước ra đây.